Ở video trước, Filmex đã review 8 xưởng sản xuất nội thất uy tín và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà kinh doanh. Đồng thời, cũng nhận được những yêu cầu làm review chi tiết hơn về các xưởng sản xuất nội thất văn phòng. Chính vì vậy, trong video lần này, Filmex sẽ gửi đến bạn những thông tin chi tiết về các xưởng sản xuất nội thất văn phòng nổi tiếng khắp Trung Quốc. Với lượng khách hàng đông đảo, những xưởng sản xuất này không chỉ nhận được niềm tin từ các khách hàng ở trong nước mà còn là các đối tác ở nước ngoài. Hãy xem đến cuối video để đừng bỏ lỡ những thông tin hữu ích nhất nhé! 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất văn phòng Lạc Dương Lệ Hoa tại tỉnh Hà Nam là công ty chuyên sản xuất và gia công nội thất văn phòng, cơ sở trường học, với các sản phẩm chính như kệ sách, tủ đựng dụng cụ, tủ đựng đồ dùng hàng ngày, giá để đồ, kệ hoa gia dụng. Công ty đã thành lập được gần 10 năm và có hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ. Chất lượng sản phẩm của Lạc Dương đã được ngành công nghiệp đón nhận, khách hàng từ mọi nơi đều được chào đón, hướng dẫn và đàm phán kinh doanh. Công ty đã duy trì huy hiệu đầu châu uy tín trong suốt quá trình hoạt động, với tỷ lệ mua lại rất cao, lên đến 46%. Diện tích nhà xưởng là 4.000m², với doanh thu hàng năm lên đến 2.000 vạn nhân dân tệ. Doanh số hàng tháng là 201 đến 500 vạn nhân dân tệ. 2. Xưởng chuyên sản xuất và thiết kế nội thất văn phòng Yoren mới xuất hiện trên thị trường 3 năm nhưng đã gặt hái được một số thành công nhất định. Với diện tích nhà xưởng là 1.100m², doanh số hàng năm từ 1.000 đến 2.000 vạn nhân dân tệ. Doanh số hàng tháng từ 101 đến 200 vạn nhân dân tệ. Với sự phát triển ổn định và lượng khách hàng ngày càng tăng cao, đây hứa hẹn là một gương mặt sáng giá trong những năm sắp tới. 3. Công ty Changshin Shangwei thành lập vào tháng 11 năm 2014. Xưởng có những nhân viên với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và đội ngũ thợ sản xuất lành nghề, dây chuyền sản xuất đầy đủ và hiện đại. Lấy sự sáng tạo và vẻ đẹp tổng thể của thiết kế lên làm đầu, dựa trên nguyên liệu chính hãng, sản xuất chính xác và kiểm tra chất lượng nhiều lớp, nhằm mục đích tạo ra môi trường văn phòng thoải mái và thanh lịch nhất cho mọi người. Các sản phẩm của công ty khi được tung ra thị trường đều được đánh giá cao, giá cả hợp lý, dịch vụ hậu mãi chất lượng, hiệu quả. Vì vậy, công ty giành được nhiều cảm tình, sự tin tưởng và ủng hộ của cả khách hàng cũ và mới. 4. Nhà máy nội thất Ruren tại tỉnh Giang Tô là công ty chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm giá sách, bàn máy tính văn phòng, tủ kệ và các sản phẩm khác. Công ty luôn lấy đảm bảo chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, sự hài lòng của khách hàng làm tôn chỉ kinh doanh và luôn coi sự phục vụ nhân dân là lớn nhất, lợi nhuận là nhỏ nhất. Ngoài ra, công ty luôn lấy trách nhiệm xây dựng thương hiệu mang đặc trưng địa phương làm trách nhiệm của chính mình. Trong nhiều năm hoạt động, đã liên tục tối ưu hóa công nghệ sản xuất, sử dụng chất lượng và dịch vụ thu hút khách hàng quay trở lại. Chiến lược kinh doanh lấy chất lượng làm đầu, sản xuất nhanh, giá cả hợp lý, sự đồng bộ hóa trong tất cả các khâu đã nhanh chóng đưa công ty có chỗ đứng vững chãi, tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ khác. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn CG tại tỉnh Thâm Quyến là một doanh nghiệp nội thất văn phòng chuyên nghiệp, toàn diện và hiện đại, tích hợp R&D, sản xuất và bán hàng. Nhà máy được thành lập vào năm 2007 và chủ yếu sản xuất đồ nội thất bằng ván và ghế mềm. Với sản lượng sản xuất và bán hàng ngày càng tăng, công ty đã mở rộng phòng triển lãm trải nghiệm, diện tích nhà máy và phòng triển lãm lên tới 5.800m². Đồng thời, gian hàng Alibaba nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng. Đội ngũ thiết kế nội thất hùng hậu sẽ liên tục giới thiệu các sản phẩm mới hàng năm, phù hợp với xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng. Với sự đột phá, tầm ảnh hưởng của công ty nội thất CG trong ngành nội thất đang ngày một gia tăng. Dựa vào mạng lưới tiếp thị hoàn hảo, công ty có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, được bán trên toàn thế giới và có danh tiếng tốt trên thị trường đồ nội thất Trung Quốc. Filmex vừa giới thiệu 5 xưởng sản xuất nội thất văn phòng đảm bảo cả chất lượng và giá cả cho các nhà kinh doanh. Nếu bạn muốn Filmex làm thêm những video về các xưởng sản xuất của bất kỳ mặt hàng nào khác, đừng ngần ngại để lại bình luận gợi ý cho Filmex nhé. Tải Filmex ngay hôm nay để tận hưởng những dịch vụ xuất nhập khẩu chất lượng nhất. Filmex, nền tảng kết nối thương mại toàn cầu lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam.